New season! Let's go! 24 hours after riding a grenade blast to beat the gauntlet speed record, what's up? Octavio Silva awoke with brand new robotic legs, and thus, Octane was born. Reckless and full of wrecks. With the ability to regenerate in combat and a never-ending supply of stim, this daredevil literally runs circles around the competition. Awesome! But his ultimate trick, I'm going up, is his jump pad. And you're going down. Hurtling through the air, Octane's dream is to become the Apex Arena's most extraordinary. That's how you do it. Death-defying legend. Time is flying, and I am too. Oh, what a rush! AEMTG tại Charlie, A-Lan Charlie. Pháp mong cho tình ta, tụt ra lúc luôn ở tập ban. Cả là bạn chỉ A thì mà chan. Trong bản lăng của trời bằng bốn kê anh thư rất muốn chết thầy. Cả vật thua này là có vầy đê nhà tập tiền sọt phẳng hâm nên chấp vầy. Cho mà lẻ mô lên một chi lô nằm rốn cho mà cặp cách thì nhau khinh sẽ xa đường hai châu. Bọn mình ôi đi hai lần Lamborghini baby please don't worry better get me pussy.